Hey, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Huy muốn gửi đến các anh chị và các bạn một cái chủ đề làm thế nào để mà chúng ta giảm nhanh cái khí độc NH3 và NO2. Thì hai cái loại khí độc này là vô cùng nguy hiểm trong ao nuôi. Thì cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta phải tìm hiểu về cái nguyên nhân trước. Thứ nhất là cái nguyên nhân đó là cái đáy ao nó chứa nhiều chất bẩn và bùn. Cho nên khí độc mà đặc biệt đó là NO2 ở dưới lớp bạc của đáy ao nó sẽ phát ra, cho dù các anh chị có thay nước hết 100% nước trong ao, nó vẫn cứ là nó đẩy lên ở dưới đáy ao lên. Còn ao đất thì rất là dễ đẩy lên rồi, nhưng mà ao bạc thì thông thường thì nó nằm ở dưới cái đáy bạc để nó thổi lên. Tại vì các anh chị đã biết thì cái bạc chúng ta nó có những cái lỗ hổng nhỏ trong đó mà chúng ta không có nhìn thấy được. Rồi thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình nuôi á, chúng ta cho tôm ăn nó nhiều và hàm lượng đạm trong thức ăn nó cao, cho nên là tôm nhiều khi nó tiêu hóa không có hết. Ngoài ra thì một số loại đạm mà đạm động vật hoặc là đạm khó tiêu ở trong cái thức ăn mà con tôm không khả năng tiêu hóa được, và nó cũng đào thải ra ngoài môi trường nước và nó gây ô nhiễm cho nguồn nước. Và cái phân tôm cũng là một cái nguyên nhân tạo cái chất thải trong ao. Và cái phân tôm này mà đặc biệt là phân tôm sau khi nó ra khỏi cái con tôm thì nó sẽ bị quạt và hệ thống oxy nó đánh tơi ra, và nó cũng tạo ra những cái chất thải trong ao và nó tạo ra khí độc. Ngoài ra thì tảo tàn cũng là một cái nguyên nhân lớn làm cho cái hàm lượng chất thải trong ao tăng lên và làm cho nước bị ô nhiễm. Thì đây là những cái nguyên nhân chính gây ra cái khí độc trong ao, đặc biệt là NH3 và NO2. Thì HES thì chúng ta sẽ đề cập ở một cái video khác các bạn ha. Rồi, như vậy làm thế nào để chúng ta giảm nhanh cái khí độc NH3 và NO2 này? Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu về nó một chút xíu, thì từ đó chúng ta làm. Nguyên nhân thì chúng ta biết rồi và chúng ta hiểu một chút xíu nữa, thêm một kiến thức nữa để chúng ta có thể là giải quyết nó một cách dễ dàng hơn. Thì điều đầu tiên thì cái quá trình mà phân hủy chất thải nó kém và nó chậm, dẫn đến sẽ NO2 trong ao nó tăng lên, nó cao lên. Rồi tiếp theo thì cái nhiệt độ cao và pH cao và hàm lượng oxy trong ao thấp thì cái độc tính NH3 nó cũng sẽ rất cao. Và nếu độ mặn mà có cao đi chăng nữa thì NO2 nó cũng giảm chút ít thôi. NH3 nó cũng giảm chút ít thôi. Chứ không phải NO2 ha, NH3 nó cũng giảm chút ít thôi. Như vậy chúng ta nhìn hai cái bảng ở phía bên dưới thì chúng ta hiểu phần nào về cái việc cái tỷ lệ phần trăm NH3 trong nước mà nó lệ thuộc vào cái nhiệt độ, pH và cũng như độ mặn của ao nuôi. Thì nếu như độ mặn nằm từ 0 đến 5 phần ngàn thì với cái nhiệt độ là 20 độ C và cái pH 20 độ C, 25 độ C, 30 độ C và 35 độ C, và pH nằm ở các cái ngưỡng như là 7.8, 8.0 và 8.2, thậm chí lên 9.0, thì chúng ta nhìn thấy các bạn phía dưới và chúng ta nhìn rõ bên bảng bên tay trái nha. Huy đang nói các bạn bên tay trái thì để các bạn biết rằng là cái hàm lượng NH3 nó nguy hiểm như thế nào. Nếu mà pH là 7 chấm và nhiệt độ là 20 thì cái NH3 trong ao rất là thấp, nó chỉ 0.39 và nó không có ảnh hưởng nhiều đến con tôm. Nhưng mà khi mà pH nó tăng lên 7.8 thì ngay lập tức ở cái mức nhiệt độ là 20 độ C thì phần trăm cái độc tố trong ao NH3 nó cũng sẽ tăng lên là 2.43, nó tăng ngay lập tức lên 2 lần liền, 2.5 lần. Và nếu như là pH nó tăng lên 8 chấm thì NH3 nó tăng lên cái mức là 3.8, 8.2, nếu pH 8.2 thì NH3 nó tăng lên là 5.9. Và nếu mà lên 9 chấm, pH lên 9 chấm thì NH3 nó lên kinh khủng 28.3. Nếu mà nhiệt độ tăng lên nữa 25, 30, 35 và giả sử như nhiệt độ nó là 30, thông thường thì nhiệt độ ở cái mùa bình thường thì nó khoảng 30, thì pH mà 7 chấm thì là NH3 nó khoảng 8 chấm, pH 7.8 thì nó 4.83, và pH nó 8 chấm thì pH phần trăm cái NH3 nó sẽ là 7.44. Đấy. Như vậy ở cái ngưỡng nhiệt độ càng cao và pH càng cao thì NH3 sinh ra càng lớn. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi tiếp theo cái bảng mà nhiệt phần trăm NH3 bên tay trái, khi mà độ mặn chúng ta tăng lên cao, thì khi độ mặn tăng lên cao thì NH3 nó cũng sẽ giảm xuống một chút. Đấy, nó giảm xuống nhiều chút, giảm cũng khá đáng kể ha anh chị ha, giảm xuống khoảng là 10-20%, rất là cao, giảm đáng kể. Đấy, thì chúng ta nhìn hai cái bảng này chúng ta hiểu được rằng như vậy khí độc nó càng cao, pH cao, khi pH cao, nhiệt độ cao và oxy thấp thì khí độc lúc này nó cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là ở cái độ mặn thấp. Đấy. Độ mặn cao thì nó đỡ hơn nhưng nó vẫn gây nguy hiểm cho tôm chúng ta. Rồi,
Như vậy làm thế nào để chúng ta giảm khí độc nhanh NH3 và NO2? Thì bước thứ nhất, nhìn vào cái nguyên nhân hồi nãy và nhìn để hiểu biết về cái NH3 và NO2 thì chúng ta bước giải pháp đó là làm cho nước chúng ta trong, mở nước, không có nhớt nước, không có lợn cợn trong nước và phải tăng cái nồng độ oxy trong nước, tăng cái nồng độ oxy trong nước, đồng thời giải nhiệt cho nước. Thì ba cái những cái yếu tố này là sẽ giúp cho vấn đề các khí độc NH3 và NO2 nó chuyển hóa nhanh hơn và nó giảm rất là nhanh. Như vậy bằng cách là chúng ta đánh cái bromid EDTA khoảng 5 kg trong 1000 mấy khối nước vào lúc 8 giờ sáng chẳng hạn, và sau đó 9 giờ thì chúng ta làm sạch lợn cận nước bằng CCF 5000 với 1 kg, tức là một lon sản phẩm CCF 5000 chúng ta trộn với 2000 với chúng ta với 5 kg cát xây dựng, 50 kg cát xây dựng để chúng ta đánh vào cái hồ khoảng 2000 mấy khối nước, và nhớ trộn khô và rải đều trước các cái đầu quạt và rải đều khắp ao để chạy quạt trong vòng 45 phút. Sau đó chúng ta để cho nó ngừng lại 10-15 phút lắng xuống và chúng ta siphon bỏ nó ra. Chúng ta làm một hai lần như vậy là nước nó rất là sạch. Đấy, đó là đối với cái ao bạc. Còn nếu với ao đất thì chúng ta cứ đánh cho nó lắng xuống đáy và nó nằm đó và tự nó sẽ phân hủy và nước nó cũng trong lại, nó mượn nước, nó nhập sạch nước. Và nếu như có trong ao có nhớt nước và có lợn cận nhẹ nữa thì chúng ta đánh thêm cái detoxin với 5 lít cho 1000 khối nước và nhớ vớt bọt thật là kỹ. Đấy, đây là cái bước đầu tiên. Bước tiếp theo. Vào ngày hôm sau thì vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau thì chúng ta tiến hành đánh cái oxy tap. Nếu như ngày hôm trước chúng ta giải quyết tốt cái vấn đề lợn cợn sạch thì chúng ta đánh luôn ngày hôm trước, và trước khi đánh vi sinh Hanbio, một cái loại vi sinh mà chuyên giải quyết NH3 và NO2, thì chúng ta đánh ngay lập tức 3 đến 5 kg oxy viên để nó tăng cái nồng độ oxy trước 1 tiếng đồng hồ, rồi sau đó chúng ta đánh cái Hanbio vào lúc 9-10 giờ sáng thì hiệu quả đem lại vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra thì chúng ta hãy chạy quạt này, sục oxy này để nó giảm nhiệt trong ao, thậm chí là có thể là che lưới lan để nó giảm cái nhiệt độ trong ao thì khí độc nó sẽ hạn chế rất là tuyệt vời. Trên đây là những cái hướng dẫn của Huy, mong các anh chị và các bạn có thể là hiểu một phần nào và giúp cho ao nuôi của mình mở nước, nhẹ nước, không lợn cợn về nước và khí độc giảm tối đa, có thể là về mức tối thiểu, không ảnh hưởng gì đến tôm chúng ta. Xin các bạn có thể là dùng kiến thức này để mà làm tốt cho ao nuôi của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.